Nhưng mà chúng ta... Anh à, không chắc là em sẽ được mọi người ủng hộ đâu. Sao lại không được chứ? Có cái gì mà không được? Bye bye. Mẹ Em ờ, sao vậy Miran Ông ờ, Maru à ờ, Mấy đứa sao lại ở đây vậy ờ. Mẹ ơi Ông Midan à Ông Midan! Mẹ ơi Con Nãy con đã thấy hết rồi Mẹ với chú The chu chưa... Thì ra là đang hẹn hò hả Chuyện đó con Con biết rồi mà còn hỏi gì nữa hồi nãy con cũng nhìn thấy hết rồi đó sao mẹ không kể con nghe gì hết vậy hả mẹ con hay họ gì đâu mà nói với con con đó tuyệt đối không được kể chuyện này cho ga in và cậu con nghe đó ừ. à, mẹ ơi con thì cứ tưởng ba với cô mỹ đan chỉ là bạn bè thôi chứ phải rồi khi làm bạn với nhau ba mới nhận ra cổ là người rất tốt Cô Midan là một người dễ gần, cởi mở nữa, nên cũng nhanh quen thân với cô ấy. Cho nên ba mới tính đi bước nữa với cô. Dạ. Sao ba tính tái hôn hả? Ừ, hai người chỉ mới gặp nhau cũng chưa bao lâu hết mà ba. Sao vậy? Nhưng mà ba không muốn chờ đợi thêm nữa. Bây giờ ba cũng đã lớn tuổi rồi con à. Cho nên thời gian không còn nhiều. Ba không muốn gì mình cứ do dự mà bỏ lỡ đi người tốt như vậy. Vậy thì có phải cô Midan cũng vậy? Với tình cảm hiện tại, ba nghĩ là cô Midan cũng sẽ giống như ba thôi. Vậy có nghĩa là con sẽ không phản đối chuyện này có đúng không? Nhưng mà ba lo là nhà bên đó sẽ phản đối. Có khi nào vì gia đình bên đó phản đối mà Midan sẽ lạnh nhạt với ba hay không? Mẹ ơi! Con không nghe gì hả? Đã nói im lặng rồi mà sao lại là con bé vậy mẹ ơi lâu rồi chị mới về sao mẹ đối xử với chuyện vậy sao mau nói tiếp đi chị mẹ ơi con thấy miễn sao mẹ vui là được rồi ờ mà rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy hả à xin ừ. chào tất cả mọi người <laughs> à tôi có chuyện quan trọng mà muốn nói với tất cả mọi người à cho nên tôi mới tới đây ờ ừ, nhưng mà bộ có chuyện gì nghiêm trọng hay sao mà anh tới đây vậy Tôi với Midan đã quyết định rồi Là sẽ làm đám cưới với nhau Chú nói vậy là sao Chị à Anh ta nói gì vậy ờ, Mẹ ơi tỉnh táo lại đi mẹ Mẹ tới hôn với chú này thiệt á hả Nè chị <laughs> Chị cũng biết á người này là ai mà Ba của Maru đó Là người gì muốn được tự do dứt bỏ con trai mình rồi bỏ trốn mà nè, Con cũng không thích chú này đâu Con cũng mong là mẹ tái hôn nhưng mà không phải với người như chú đâu Mẹ phải tìm người có năng lực và tương xứng mới phải Mọi người <laughs> thôi đi mà Cũng phải nghe coi chú với mẹ nói gì đã chứ Nè, nghe cái gì mà nghe hả rồi, chú với mẹ của con á, sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc. Nên con gái và cậu đây cũng không có việc gì phải lo hết đâu. Anh lại tính để cho chị tôi khổ sở suốt phần đời còn lại à? Còn mình được làm chủ cửa hàng ăn bám chị tôi đúng không? Cậu à, cậu nói vậy có hơi quá đáng rồi đó. Cái gì? Nè, quá đáng cái gì mà quá đáng hả? Việc này xảy ra là tại con hết đó. Nếu như con không chuyển vô nhà cậu á, vậy thì hôm nay làm gì xảy ra chuyện vậy hả? cô xin lỗi cậu. Kìa cậu, sao cậu lại nói Maru như vậy? con bạn đối vô điều kiện, con không chấp nhận đâu. Vậy à, chị đi đâu vậy? Midana. Em không ngờ bé Đan và Gơ In phản đối kịch liệt tới như vậy. Bởi vì anh là người không xứng đáng với em thôi. Từ khi nào mà họ biết nghĩ cho em chứ? Suốt đời họ, chỉ biết dựa dẫm em mà sống thôi. từ khi được gặp anh em mới có cảm giác yêu ai đó em xin lỗi vì để anh nghe những lời đó không phải đâu do anh không làm được gì hết thôi anh mới là người phải nói xin lỗi đêm qua mọi người ngủ có ngon không con muốn nói cho chú rõ vì chị ô bơm về nhà mẹ ruột rồi nên dạo gần đây mẹ thấy trống trải mới nhất thời cũng tỉnh táo vậy thôi chú tuyệt đối không hề xứng để làm chồng của mẹ con đâu anh đừng có mơ tưởng tới việc cưới chị của tôi để sau đó ăn bám chị tôi đúng không anh ra khỏi đây đi tôi không hiểu vì sao hai người lại ghét tôi tới như vậy nhưng mà tôi hứa tôi sẽ không làm cho mọi người thất vọng chú sẽ đối xử tốt với mẹ của con cho nên con đừng lo Hãy tin Chúa một lần này đi mà Anh dựa vô đâu mà kêu tôi tin hả Cậu ơi Cậu đừng có làm vậy nữa mà Nè Cậu cảnh cáo con nha Con với ba của con á dọn đi 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 thôi <laughs> Tôi có thể cho cậu Thấy những thứ mà cậu không thấy được Mẹ ơi, chỗ đó có chỗ nào tốt mà mẹ thích vậy? Nếu mẹ không thay đổi ý định đó, Con sẽ không bao giờ nhìn mặt mẹ nữa đâu Sao chị không nói gì hả Chỉ là nhất thời chị không tỉnh táo thôi Cho nên bây giờ chị mau tỉnh táo lại đi ha Dù không ai hiểu được lòng mình Nhưng nó vẫn sáng lấp lánh nhẫn của mẹ anh để lại đó làm vợ của anh nha ừ. vì nhờ em lên dặn chị nhớ gặp gì trước khi đi làm ồ ờ. ủa ồ cái này không phải là nhẫn sao mà cái này à, thật ra đây đây là cái nhẫn của mẹ em phải không đúng rồi nè đây đúng là nhẫn của mẹ em mà nó nó còn có cả tên viết tắt của mẹ em trên đây nữa cái này là anh Maru đã giữ nó mà Chắc là Maru đã cầu hôn ô bơm rồi đúng không Mặc dù ba mẹ phản đối mối quan hệ của họ Nhưng mà chắc cũng không có tác dụng gì rồi Chị yeah, chị với anh Maru Chị nói với anh Maru Nếu hai người không muốn nhìn mặt em nữa Thì cứ tiếp tục hẹn hò đi Dạ chào chú Ừ Chắc là hôm qua Con bất ngờ lắm phải không Mẹ con đã rất là lo lắng Với lại ga ương với cậu của con Đã nói những lời làm mẹ rất đau lòng Vì chuyện đó mà mẹ con rất khổ sở Con nhớ an ủi mẹ của con nha Với lại Chú mong là con ủng hộ Mối quan hệ của chú với mẹ con Dù có ra sao chú cũng không phản đối chuyện của con với ma ru đâu chuyện đó thì có gì sai chứ nếu hai đứa thật sự yêu thương nhau thì có quyền được ở bên nhau kia mà anh vừa mới nói cái gì vậy tôi đã không cho phép chúng yêu nhau rồi vậy mà anh nói vậy nghĩa là sao con không cần nghe nữa đi thôi Maru, chúc mừng con vì việc xuất khẩu rượu sang bên Mỹ được thành công tốt đẹp. Dạ, con cảm ơn gì? Con sẽ luôn cố gắng hơn nữa. Còn Bơm, bây giờ cũng được đảm nhận việc nghiên cứu rượu bốc quân, chúc mừng con. Dạ, con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ. Con cũng mới nảy ra ý tưởng về đề tài nghiên cứu đầu tiên của mình. Trong cuốn sổ bí quyết của mẹ, con thấy có ghi chép về phương pháp làm rượu bê tông hoang tông, Thì Kim cũng rất quan tâm tới đề tài này. Lúc trước giám đốc cũng đã thành công khi làm loại rượu này, có đúng không? đúng là vậy trong ba năm tôi đã điều chỉnh được tỷ lệ nguyên liệu và tìm ra cách nấu cho phù hợp nhưng tiếc là cuốn sổ đó mất rồi vậy thì mẹ cứ nói những cái nhớ được cho con con sẽ cố gắng làm lại nè bộ em nghĩ việc đó dễ lắm hả con nói cũng phải lúc đó giá mà tài liệu quý đó mẹ lưu vô máy tính thì tốt rồi tiếc là toàn bộ những nội dung ghi chép đều được nằm trong cuốn sổ đó dù sao cũng là loại rượu mà ta nên làm lại Nên việc nghiên cứu thêm cũng không có gì là xấu Mà còn nữa Bơm với Maru Mẹ biết hai đứa về công ty mà làm việc chăm chỉ Nhưng mà Mẹ mong quan hệ với hai đứa chỉ là đồng nghiệp mà thôi Mẹ hy vọng là Con không là mẹ thất vọng cuốn sổ bí quyết bị mất mà mẹ có nhắc đó chị chị uh, cho em coi một chút được không cô hãy thôi đi được không cô có biết mẹ vì cuốn sổ mà đau lòng ra sao không tuy lúc nào mẹ cũng nói là muốn tìm ra cuốn sổ nhưng mà với mẹ đó là nỗi đau mà mẹ muốn quên đi em chỉ cần xem về tài liệu về rủ bốt quân thôi cho em xem đi nói vậy rồi mà cô còn ngoan cố nữa hả ai mà quan tâm rủ bốt quân làm gì à, em đang nghĩ chị đó <laughs> Em không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra cách đây hơn 20 năm đâu chị. Nhưng chị xem cao coi cuốn sổ có ghi dữ liệu về rượu bốc quên đi mà. Sao mà cô phiền phức quá vậy hả? Em chỉ xem những ghi chép trong cuốn sổ thôi. Con mới nói cái gì? Cuốn sổ ghi chép nào chứ? Ờ, cái đó. Cuốn sổ bí quyết của ờ, mẹ. Ờ, thật ra, bơm tò mò không biết là còn có tài liệu nào khác về rượu bốc quên hay không? Ừ, phòng tư liệu chắc là có nhiều tài liệu về rượu lắm. Em đi thử với chị đi. cuốn sổ này ghi chép về rượu bốc quân cô muốn đều ở trong đây cầm lấy đi rồi xem nó là gì ghi chép đều nằm trong đây nè cô hãy nghe kỹ lời tôi nói đi sau này còn gì cái này mà làm tổn thương người mẹ hết mực yêu thương mình tôi sẽ không để yên đâu tất cả đều được ghi ở trong đây đầy đủ quá Đây đúng là báo vật của mẹ mà. Đúng là báo vật. Chú ơi, à, báo vật của mẹ sao chú lại đem đưa cho người lạ vậy chú? Vậy đi, cô cứ thử nghiên cứu rồi làm rượu bất quân đi. Để tôi coi cô làm được gì. S H S Đúng rồi Đây là nhẫn của mẹ em mà Nó Còn khắc tên viết tắt HS của mẹ em trên đây nữa mà Cái này là anh Maru đã giữ nó mà Vậy là Của Maru sao <laughs> Vậy là cậu ta đã nghe được những gì mình nói rồi sao ê trời à, không ngờ lại gặp được bà và cô ở đây đó nhìn qua là thấy y chang cái con dốc chia a rồi nhưng mà nó đi với bà và cô của nó tới khoa sản để làm gì trời đất ơi không lẽ hai đứa nó đã có gì đó rồi sao con ra ngoài nha mẹ nè 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 khoan đã con lại đây lại đi con con mau nói thiệt cho mẹ nghe đi gần đây con đã gặp lại chia a hả đã không còn gặp nhau lâu rồi mà Đừng có nhắc về chị A trước mặt con nữa Thì không Có thiệt là vậy không Con tuyệt đối sau này Không được gặp lại con cáo đó nữa nha chưa Con nhỏ đó tiếp cận con để đào mỏ Tới một lúc nào đó Nó cũng sẽ giết con giống như đồ vật vậy Con thấy mẹ hơi nặng lời rồi đó Dù sao chị A cũng là con gái nhà đàng hoàng chứ bộ Trời ơi nghe buồn cười thật Nè con nếu mà con qua lại với nó Thì sau này sẽ cản trở Chuyện hôn sự của anh hai con gia ra đó Con có hiểu mẹ nói Chời không mẹ, hả Trời mẹ Việc lấy vợ của anh mới quan trọng với mẹ thôi phải không Vậy thì con sẽ tiếp tục gặp à, Con cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình Nè anh Su -ho. Con cứ thử mà làm vậy đi Nè Thiệt là Nhưng mà không biết dạo này thằng Thê Hô Nó đang tính chuyện gì với con bé Aran vậy ta Ây, Trời đất ơi Thiệt là Con tính tiếp tục sống như vậy đó hả Mau đám cưới với Aran đi con à Dù giám đốc bé có phản đối như thế nào đi nữa nhưng mà a nó yêu con nhiều tới như vậy mà nếu không có con á thì nó không sống nổi sao con cứ như vậy hả con thực sự không muốn mà à, trời đất ơi nè mới đây á nó cũng đòi lấy con trước mặt của ba mẹ rồi <laughs> mẹ sẽ lo liệu hết mọi việc cho con nên con cứ im lặng mà nghe theo đi hả mẹ à ủa, ủa? bác gái bác tới có chuyện gì vậy à, trời đất ơi Ara ra nè con tới phòng của thê hô làm gì vậy dạ con tới đây để đem đồ ăn cho anh thê hô đó bác à, trời ơi phải rồi hai đứa đúng là cặp đôi trời sinh mà nhưng sao kết hôn lại gian nan vậy chứ trời dạ, ơi dạ đúng vậy đó nhưng chỉ cần bác ủng hộ tụi con như vậy thôi và anh thê hô cũng quyết tâm nữa là được rồi à À, à, tôi giao qua tới rồi đây <laughs> Nhà này có ai quan nên chị đâu Mà sao cứ hay ra vô đây vậy Giờ mới nhìn thấy cô thôi là tôi thấy trống mặt rồi Phải làm sao đây Trời ơi chi, à, Mẹ ơi, tôi... ơi thôi đi Mình vô trong nghỉ ngơi đi mẹ để con đỡ vô Ê, Ê, mẹ. Mệt quá cái đầu của tôi <laughs> à, Cái này á Là của thằng thầy Hô Gửi tặng giám đốc với tất cả sự tôn trọng và sự yêu quý của mình đó, mong chị nhận giúp nha. Cảm ơn chị Jun, nhưng mà trời tôi Trời ơi gì đây, thầy hô nhà tôi còn viết tâm thư để đây nữa nè. À, hay là để tôi đọc cho giám đốc nghe được không? Thưa giám đốc, thời gian qua con đã làm bác thất vọng nhiều, thật lòng con muốn xin lỗi bác nhiều lắm. Sau này con sẽ luôn coi Aran và giám đốc như là mặt trời vậy con sẽ trở thành một qua hướng dương lúc nào cũng hướng về mặt trời, thầy hô kính gửi. Mẹ thầy hô à, rõ ràng tôi đã nói với chị là chuyện hôn sự của hai đứa là không thể rồi mà. Chính là vì thầy hô nhà tôi đã rất cố gắng để làm cho chị nguôi giận, nó còn viết tâm thư nữa, à thôi thì chị hãy bỏ qua đi mà. <laughs> chị cầm lấy rồi đi về Ủa, ở, ở, đi. Ờ giám, giám, giám đốc à, giám đốc, giám, giám đốc à, chờ đã,

để varsa, để biết, anh chào anh, anh 순간 모레블러 대짜다 anh ơi anh, hôm nay nhìn anh ngầu thiệt luôn á Nhưng mà anh có bạn gái chưa vậy anh? À anh ơi, anh chụp hình với tụi em nha Ờ à, được, chụp đi Anh rất vui được người ta chụp hình đó Có điều, nhớ đăng hình lên mạng để ai cũng nhìn thấy nha Móc méo đi Đã. Mấy người làm cái nè. gì vậy hả? Nè nè, bao dừng lại hết đi Dừng lại hết đi, đi ra à, à, Đây là bạn trai tôi gì đó, vậy? đi ra hết đi ừ. Gì vậy? Em sao vậy? Sao anh lại là bạn trai của em? Nè, anh Suho Trước mặt tôi, anh từng khóc lóc cầu xin tôi đừng có bỏ anh rồi mà Vậy mà khi có người khác tại giả dờ vậy đó hả? Anh làm gì khóc lóc cầu xin em ở lại hồi nào mà em nói vậy? Nhưng mà Em tới tận đây để làm gì? <laughs> em đang ghen hả? Giống vùng nít quá Nè, anh Suho à, Được rồi Tôi thật ngu ngốc khi tới tận đây tìm anh. Tránh ra hết đi. Trời ơi. Đúng là đồ xấu xa mà. Vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Tôi sẽ tự lo. Nè Sao em tới đây Bộ em còn thương nhớ anh hả Anh đang nói tào lao cái gì vậy hả Chúng ta có là gì của nhau đâu Việc gì tôi phải lưu luyến Vậy trong suốt một tháng qua sao không liên lạc với anh chứ Tại vì tôi nghe nói anh không chịu ăn cơm Chắc gần chết rồi nên tôi tới coi thử Anh sẽ hỏi thêm một lần nữa Em thật sự không còn tình cảm với anh hay sao Tới bây giờ anh vẫn còn nhớ về em nè. Trong lòng của anh không có hình bóng ai khác ngoài em hết á. Sao em cứ làm tim anh đau hoài vậy? Đó là cái gì vậy? Ờ, à, không có gì đâu ba Con đang tính cầu hôn anh Thê Hô thôi Aran à, con thiệt là Con sẽ không thay đổi ý định đâu ba Ba ơi, con xin ba với mẹ Hãy tin tưởng ở con đi mà Người mà con tin tưởng và tôn trọng nhất Chỉ duy nhất ba mà thì... <laughs> Nhưng mà con nghĩ Mẹ sẽ nghe lời của ba sau Mẹ con nghĩ Thê Hô là một đứa không ra gì Giống ba từng đối xử với mẹ vậy Bất kỳ ai cũng đã từng một lần mắc lỗi mà ba Cả ba cũng như vậy Anh Thê Hô cũng vậy Ba, con thật sự không muốn làm cho mẹ phiền lòng nữa, cũng như suốt đời, và sống quay lưng lại với gia đình mình. Mong ba mẹ chấp nhận hôn sự của con với anh Thê Hô, con sẽ không hối hận, và sẽ sống thật hạnh phúc. Ba thật sự rất lo, lo là Thê Hô sẽ làm cho con tổn thương lần nữa. Ba thật sự rất lo cho con, lo con gái của ba sẽ lại khổ lần nữa. Đây chính là tờ khai xuất khẩu của đơn hàng trị giá 20 triệu đô mà tổ phó can lấy được đây mà, đúng không, đúng không? Còn nữa, đây chính là đơn đặt hàng xuất khẩu sang Mỹ, trị giá tới 10 triệu đô la. Wow. Mọi người đừng có như vậy mà. Được như vậy đâu phải là một mình tôi làm đâu. Trời ơi, một mình tổ phó làm còn gì? Ở đây có ai giúp được gì cho tổ phó đâu à? Tuyệt vời, tổ phó khen à. Tôi uh, ghé qua đội hỗ trợ phát triển một chút Ê, Dạ, dạ, dạ. Anh thi Hô, tối nay anh dành chút thời gian cho em nha. Nhưng mà tổ trưởng anh chắc là cảm thấy không thoải mái nếu như tổ trưởng không đối xử tệ với ông Kim thì chắc đã lấy được hợp đồng rồi. Ê, nhưng mà cái này là nhờ tổ phó can mới có được mà. Thật lòng mà nói thì cho dù tổ trưởng An có tham gia thì cũng đảm bảo không có lấy được đâu. Tổ phó già à? Tôi quên tài liệu. Mà theo tôi nghĩ tổ trưởng An mà cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng bị tổ phó can bỏ xa cho mà xem, Hả? đúng không? Đúng đó. Sớm muộn gì tổ phó can Maru cũng sẽ trở thành quản lý trước tổ trưởng An. Cho <cười> không <cười> có đâu mà. Đừng có nói vậy nữa. Đang trong giờ làm việc sao nói chuyện tào lao nhiều Ê, vậy? Ơi tôi xin lỗi tôi Tổ phố giang à mau đưa cho tôi tài liệu hội thảo đi à, dạ dạ đây dạ đây tổ trưởng dạ đây dạ 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 tôi đã có nghe qua cô đang lo về việc nợ thẻ tín dụng tôi biết là để ăn mặc thời trang như vậy cô đã tốn rất là nhiều tiền nhưng ai làm công ăn lương đều lo lắng như vậy dạ đúng là như vậy Thì... tôi thật sự muốn giúp cho cô mi Chin. Dạ, tôi muốn giúp cô My Chin không biết cô có chịu hay không. Việc đó sẽ không khó lắm đâu. À... Tôi đi gửi tư liệu khai xuất hàng với cục hải quan đi. À, cô để tôi đi cho. À, không cần đâu chị, để tôi đi được rồi. À, không đâu tổ có can à, Tôi cũng đang có việc đi tới gần đó Để tôi đem đi nộp cho Ồ, Chuyện gì vậy ta Bình thường nếu không phải chuyện của mình thì cô có thèm quan tâm đâu Vậy thì tài liệu đó để cho cô bắt Michin đi gửi đi Còn Camaro chuẩn bị tài liệu gửi hàng lên tàu Vậy nhờ chị gửi giúp à, Tôi đi rồi về liền ha Làm sao có thể xảy ra việc như vậy được Tôi có để lại tin nhắn cho cục hải quan rồi Dạ tôi biết rồi Càng cậu làm gì kiểu gì vậy hả? Tại sao tờ khai gửi đi đơn hàng là 20 triệu đô Mà cậu ghi chỉ có 2 triệu đô thôi là sao? Không lý nào lại vậy hết Rõ ràng tôi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi Ờ đúng như vậy Bên cạnh đó thì cả tôi và cơn u cũng đã kiểm tra lại tới 2-3 lần rồi mà Vậy thì Ý anh là tài liệu hoàn chỉnh đó là do tôi tự mình chỉnh sửa hay sao? Anh thấy tự mãn khi lấy được hợp đồng xuất khẩu lớn đến như vậy Nhưng mà cô biết rằng bây giờ công ty đang gặp phiền phức hay không? Jimmy Chị thực sự có đem gửi tài liệu cho chính tôi soạn ra không? Hay là lẫn lộn với tài liệu khác hả chị? Cậu đang nói tào lao cái gì vậy chứ? Nè Kamaru, bây giờ là lỗi của cậu mà dám đùn để trách nhiệm như vậy hay sao? Không phải ý đó, tôi không hiểu là sao có thể xảy ra chuyện như vậy. nè 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 nè, kìa cô mới chín hả? À? Sao cô không mau nói thật ra đi? Lúc đó có phải là cô đã đem tài liệu bị lỗi đi nộp hay không? Dù sao đi nữa thì cô Michin cũng nhận đem tài liệu đó đi nộp, cho nên không tránh được trách nhiệm chuyện này đâu. Nếu việc này không được giải quyết hả? cũng có thể cô michin sẽ phải bồi thường số tiền tới 20 triệu đô đó phải bồi thường sao tôi chỉ làm theo lời là người khác thôi à anh à, à, giám đốc ơi tôi tôi chỉ làm theo lời là tổ trưởng cho yêu cầu thôi à xin bỏ qua cho tôi đi cô bắt michin cô nói vậy nghĩa là sao hả tổ trưởng cho đã sao cô làm chuyện này sao cô bắt michin thú nhận đã đi nộp tài liệu mà con đã chuẩn bị trước đó bây giờ tới giám đốc cũng nghi ngờ con nữa là sao chứ nhân viên đó có thể vì không thích con vì vấn đề gì đó rồi dựng chuyện lên để đổ quan cho con mà cậu cứ khăng khăng là mình không có lỗi đó hả em chắc chắn đã kiểm tra tài liệu đó rất nhiều rồi cậu kamaru sau một giấy tờ quan trọng như vậy cậu không tự mình tới cục hải quan trực tiếp nộp mà lại đi nhờ một nhân viên khác cầm đi việc đó là tại vì bác michin nói là sẽ đem đi giúp không phải việc tiếp nhận và quản lý tài liệu vốn dĩ là trách nhiệm của người đảm nhận sao hay là Maru đã lén yêu cầu nhân viên đó đi tới cục hải quan nộp tài liệu bị lỗi rồi đổ tất cả trách nhiệm lên tôi hả sao em có thể làm những chuyện đó chứ vậy thì tại sao tôi phải làm ra những chuyện như vậy hả tôi được lợi gì mà phải dựng lên chuyện như vậy hai đứa hãy thôi đi bây giờ tôi không muốn nghe bất kỳ lời biện minh nào của hai người nữa việc lần này nhờ anh điều tra cặn kẽ giùm tôi trong thời gian đó đình chỉ công việc của hai người họ không cho phép đụng tay tới việc của công ty Mỗi khi đề cập tới chuyện kết hôn của tụi mình, anh đều thấy việc đó thật đáng xấu hổ. Làm sao anh có thể coi như không có gì được kết hôn với em được đây chứ? Vậy là... Vì chuyện quá khứ nên anh thê hô mới đối xử lạnh nhạt với em hả? Vì việc làm của trưởng phòng anh mà tới tận bây giờ anh còn phải phiền lòng sao? Hay là... Anh vẫn còn chưa quên được bơm? Em nghĩ là bây giờ anh còn mặt mũi nào để nói chuyện yêu ô bơm nữa hay sao? Vậy thì chúng ta kết hôn đi. Em sẽ che giấu lỗi lầm của trưởng phòng anh mà anh. Anh xin lỗi. Anh à, vì anh mà em đã đánh tráo tài liệu của Kang Maru Em mới nói cái gì chứ Em Làm sai sót giấy tờ Em cũng biết là sẽ gây ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty kia mà Vì người như Maru Mà anh Thê Hô bị coi thường Thì còn chú ý làm gì nữa chứ Chê Aran Anh nghĩ việc trời xa em Cũng chính là cách để cứu lấy em đó Anh Thê Hô à anh thấy không em bỏ hết tất cả chỉ mong muốn có anh thôi như vậy thì có gì sai em yêu anh thì có gì sai đây hả anh thấy không em sẽ chờ cho tới khi anh tới em sẽ không đi đâu hết đó kết thúc thật rồi đó nè chia ranh em có sao không vậy tỉnh lại đi chia ranh đó à xem lại như vậy chứ anh phải làm sao đây tới tận bây giờ anh biết là không có ai yêu anh nhiều như em hết Nhưng mà vì em yêu anh cho nên em luôn khổ sở như vậy À Làm sao có thể làm ngơ em bây giờ được đi Em yêu anh nhiều tới mức khờ khảo như vậy hay sao hồng y đã nè anh à anh làm sao vậy anh không biết là các con của em nghĩ gì cũng không cần phải nghe lời người khác chỉ cần nghe mỗi mình anh thôi anh đã cầu hôn em rồi đó cho nên là cuối tháng này mình tổ chức đám cưới đi em nói thôi rồi mà em đừng lo lắng nữa mà chỉ cần chúng ta nghĩ cho nhau thôi à, chúng ta nên chấm dứt cái việc ngu ngốc này lại đi đó là việc ngu ngốc thì sao em cũng biết là anh rất thật lòng chỉ dành tình cảm cho mỗi em thôi mà dù có thật lòng hay không Sao em dám mơ tưởng tới chuyện tái hôn đây chứ Em thật là ngốc Từng tuổi này còn mơ mộng hảo quyền Nhìn anh đây nè Xem lại nói như vậy chứ Đó Không phải là mơ mộng hảo quyền đâu Tuy là một thời gian ngắn Nhưng em Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc Em nghĩ chắc là Phải rất lâu em mới Có thể quên được anh đó Chờ đã. Khoan đã. Vì đó nè. Vậy thì anh Mỹ Đình chỉ công việc tới chừng nào? Cũng phải chờ tới lúc kết thúc điều tra đó. Cái đó không để nào tổ trưởng chưa? À, xin lỗi anh. Tất cả đều là lỗi của em. Mối quan hệ với em với chị không được tốt cho nên mới ảnh hưởng tới anh như vậy. Em đừng lo mọi việc sẽ được làm sáng tỏ sau khi điều tra rõ ràng nhưng mà anh thấy em nên cẩn thận với trưởng phòng anh đó Ai lại nói cái gì vậy được rồi chắc là vì quản lý an mà anh có ác cảm với trưởng phòng an nhưng mà ở công ty trưởng phòng là người tôn trọng và chu đáo với em nhất đó người mà yêu thương bơm của chúng ta nhất chỉ có anh thôi maru à còn chuyện anh nói Chuyện đám cưới đó Nè Hai đứa làm cái gì ở đây vậy Mẹ hả à. Cho dù mẹ không phải là mẹ ruột của con Nhưng tại sao con lại coi thường lời của mẹ vậy Mẹ đã nói rồi mà Chuyện hai đứa tuyệt đối không được Cô Midan à Xin cô hãy tin tưởng và chấp nhận con Tụi con sẽ chứng minh cho cô thấy Và tuyệt đối không làm cô thất vọng Con im đi nếu con còn tính quỷ hoại tương lai của mẹ thì đừng để cho mẹ thấy con nữa. Đừng xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Mẹ, sao mẹ nói như vậy? Từ giờ con không hiểu hay sao mà còn hỏi. Chính con quỷ hoại cuộc đời mẹ mà. Con quyết tâm quỷ hoại cuộc đời mẹ tới cùng con cái gì nữa. Mẹ không muốn nhìn thấy mặt con. <laughs> Đã lớn tuổi rồi, không thể lấy được người mình thương yêu mà lại đi trút giận lên đầu con gái đúng là không ra gì con gái thì không hề hiểu cảm giác cô đơn của mình gì hết còn đứa em mà mình thương yêu cũng không thể nào hiểu được lòng mình mẹ ơi thì là mẹ lại đi đâu rồi ta? Hay là đi hẹn hò với chú đó nữa rồi? <laughs> mẹ ơi! Mẹ ơi! Anh đã làm gì vậy? Hả? Chị của tôi là người rất chịu khó. Suốt ngày chỉ làm việc ở cửa hàng không hề hưởng thụ bất cứ thứ gì. Bây giờ lại bỏ đi như vậy là sao? Thả tôi ra rồi chúng ta nói chuyện sau Chú à, xảy ra chuyện gì vậy? Chị ơi, mẹ biến mất rồi Mẹ bỏ nhà đi rồi đây nè Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi